Mấy cái đăng ký đó có thấp không? Mấy cái đăng ký đó không? Bầu sát nữa bầu. Chưa biết chưa được chưa. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, rồi, rồi. Đem bớt cho bầu hát nữa hả? Anh đi chung mình nhanh lên. Anh đi chung mình đâu rồi? Thì quay cái này giùm con thế. Đó, thì đề vậy. Giờ tự nhiên thờ chụp hình đâu mình phải kiếm con cà thờ chụp hình đâu. Cái thằng kia đi cút sao mày bớt bớt cơm anh đi ra bớt cơm anh xin bớt chụp lại á nha, tìm chụp lại tầm đấy không ngồi cái kiếm đâu. Nhà ưu tiên được 2 tấm. Rồi, cảm ơn. Rồi, nhà Mã Lai vô. Cho nhà hàng tấm được. Ủa nhà ai? Nhà nhỏ. À, nhà nhỏ, chơi nhà nhỏ rồi hả? Ok, nhìn nha. 2, 3, Rachel ơi. Rachel. Ok. Rồi, nhà Mã Lai. Đổi đạt con này đi. Cũng vậy. Sao mà được khá cấp đi rồi nhớ. Tất cho đeo hai bên. Hình như là thắng nhắm mắt rồi. Dạ. Nhắm mắt rồi. 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 Nhắm
rất đẹp nhưng mà đều nhắm mắt, cầm nhắm mắt luôn. Thông báo cho tôi biết để chỉnh sửa. Rồi. Xin lỗi. Dạ, tìm thì để xíu nữa tôi kiểm tra lại. Ok, làm lại nghe. May là kiểm tra chứ mấy nhà trước đâu có kiểm tra đâu. Nhà này may đó. Không là về ngủ hết. Cảm ơn, cảm ơn. Đây lắp đây. Rồi, qua bếp. Rồi, để kiểm tra đó nghe. Cái này em nhắm không? Nhớ nãy giờ mấy giây. Ok, đạp đều. Con đã móc mũi à, con đã móc mũi. Con đã móc mũi, đúng rồi. Không, thằng nhóc móc mũi. Anh chụp gia đình nhỏ đi chứ. Rồi, gia đình nhỏ. Gia đình nhỏ. Gia đình nhỏ. Thì là nói giá đinh minh chụp tổng cho nhà mình nha, đừng chưa có tổng chưa đủ nhà mình mà nói đi đấy, anh quên đi con đấy, con kiếm cho chụp hình đấy mà không phải à? Thì có người nhớ người khác chụp hình tổng nhưng mà đợi lo thế thôi, đợi 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 miễn phí mà đâu có lo gì, cứ chụp thoải mái nha. Nhưng mà có đưa hình miễn phí không? Mình đánh là sẽ được post lên Facebook. Ủa, không rửa ra không? Không có rửa, tốn tiền. Ba con vô, chụp máy ép vô cái vậy đó. iPhone XS luôn chứ bên này hả? Ô, 11 luôn, 11 Pro luôn. Hình như là hạt là không phải phải chụp pin nữa mà. Rồi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ăn còn dính miệng nè. Rồi, nha, 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 cô Loan, nha, cô Loan đâu. Đi chụp hai đường vô trong đây chiều này, đừng quay kia thấy cái cửa không đó, lần quán này tí con không thì Phương đừng quán này, phương quán này đó, nhân đừng quán này đó, vậy đó. Đó bà ủa Việt Nam chụp hình okay. Thì giờ nó đưa nó bắt mình đưa đây okay. Nhắm đến đó. Rồi được rồi. Không ba chụp lại. Đi. Chắc được rồi. Bây giờ mới quay được. Rồi giờ lúc ai vô mới bấm thôi. Không có quay rồi hoàn toàn mình tâm cưới mình thấy đầu phát cái người không thật không. Rồi. À vậy con mời gia đình vô làm một tấm liền ngay lập tức. Ờ chưa hả? Ok. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tắt gấp rồi, ghét. Rồi, bà cố vô, bà cố vô. Chết anh đi rồi, đi thôi, mở không quay. Để anh quay cho, ta cứ chụp cái đó. Này, cứ chụp cái đó. Rồi, con đúng rồi, không cho. Là Phật cố đi. Dạ, dạ, dạ. Ok. 1, 2, 3. Má nhìn đây nè, má nhìn con nè. Ok. 1, 2, 3. Rồi, good. Rồi. Thằng Nhân nó chiếm thành hai người đó nè. 1, 2, 3. Rồi, gia đình năm trước. Vậy con nhảy đi, vậy con nhảy đi. Rồi, đã chưa? Rồi, nhìn nha, nhìn nha. Cười tươi nha. Hai. Rồi, đẹp rồi. Rồi. Em được cái tâm vào chỗ nhà. Chấm ra. Hai. Ba. Hai. Ba.
Ok, dancing, go! Cô đâu ơi, cô để nhảy đi chứ. Yeah! Em phải cầm cái microphone giả bộ đứng đứng đây nè cho nghe hai khác. Đẹp không xíu? Hình đẹp không? Hình đẹp không? Bữa nào về Việt Nam chụp? Yeah.
chú tạt bông, chú tạt bông. Ba má chăm con, ba có đời con.
xa rồi. Kìa con, chạy ra chào bà Yến kìa. Hello, hello. Hello, hello. Không thăm nó xì. Hello, 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 người đẹp. Mời vô làm... Sao mày con cho em này một nửa đi. Rồi, 2, 3. Trân trọng kính chào quý khách đã có mặt trong ngày hôm nay để tham dự buổi tiệc thành hôn của chú rể Ngọc Quyên, sinh viên cùng cô dâu thân thương. Là đầu tiên cho phép tôi được thay mặt chủ hôn và cô dâu gửi đến quý vị lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Để có những giây phút ngày hôm nay, cô dâu và chú rể chúng ta đã trải qua thời gian tìm hiểu cũng như là khó khăn thử thách để cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc với sự chấp thuận của gia đình hai bên, đã chọn ngày hôm nay, ngày 10 tháng 11 năm 2019 để tổ chức lễ thành hôn cho cặp đôi. Xin mọi người cùng hướng mắt về hôn trường để chào đón cặp đôi đẹp nhất, hạnh phúc nhất của ngày hôm nay. Yeah. Bắn đi, bắn đi. Lên, 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 đi lên, đi lên, đi lên. Đi lên. Thơn, thơn, thơn. Thơn, thơn, thơn. Yeah. I couldn't speak. Trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay thật sự ý nghĩa và thiêng liêng khi có sự dìu dắt của đấng sinh thành. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đại diện nhà họ nhà trai. Xin mời song thân của chú rể là ông Lê Văn Lý và bà Lê Thị Lan Hương tiến lên sân khấu để ra mắt quý vị. Patrick, hép, hép. Về phía họ nhà gái, xin trân trọng giới thiệu song thân cô dâu là ông Lê Thanh Sơn và bà Võ Thị Hồng Hoa, hiện đang sinh sống tại Việt Nam nên không thể có mặt ngày hôm nay. Lê Thanh Sơn kìa. Lê Thanh Sơn đâu? Và xin ông song thân của chú rể xin có đôi lời phát biểu. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách, hôm nay là ngày thành hôn của hai con Ngọc Viên và Thanh Thư. Lời đầu tiên tôi muốn gửi đến quý vị một lời cảm ơn chân thành. Do hoàn cảnh không thuận tiện nên gia đình nhà gái không có mặt ngày hôm nay. Luôn tiện đây tôi cũng được gửi lời thăm hỏi bên họ hàng nhà gái và lời cảm ơn đến tất cả các quý vị. Chúc quý vị được vui vẻ và trọn đời hạnh phúc. Và tiếp theo chương trình xin mời cô dâu và chú rể mình cùng đến tháp ly để thực hiện nghi thức rắc rối số 3. If I had to leave my
đổ vào trong ly rượu. Khi nào đây để chụp hình là tung lên nghe chưa? Anh đi hốt cái bông đó đi. Khi nào đây để hô quan, để bác Nam hô quan xu truy là tung lên ok? Đúng rồi. Bây giờ mời đứng chưa? Bố bàn ngồi ăn tiền một tiếng trước. Rồi mình phải đi chào bạn. Rồi chuẩn bị đứng bên này, đứng bên này.
anh đi đứng bên này, anh đi. Nhưng mà mày nữa cùng bố ban kiểm chỗ ngồi để anh tìm á. Đó, ngồi bố ban tiệc. Rồi đứng vô, đứng vô, đứng vô. Mình ngồi bố ban tiệc luôn rồi ngồi một chập đi. Rồi khi nào Bắc Nam đếm 1, 2, 3 là tung lên nghe chưa? 1, 2, 3, tung lên! Sit down đi, sit down đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hốt nhiều nhiều vô. Nắm cục đường mình đi cho băng. Đúng rồi, tung lên. Cho mày tung lên cho chân này nè, tung lên chân này nè. Tung cho chân đầu chân này nè. Quá. Chú. Tuy. Rồi gom lại đi. Gom lại đi, 1, 2, 3 là tung nghe không? Có anh đi gom đi chưa kìa. Anh đi Sumi chuẩn bị chưa? Chân đi đứng đó, chân đi ngồi sit down đi. Chân đi Em kêu chân đi ngồi xuống. Rồi anh đi với Sumi tung qua nghe đưa cho chân đi á. Ok, từ từ nha, chờ Bắc Nam nha. Từ nha, rồi 1, 2, 3. Do it again.